Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 7, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban 6 tháng đầu năm, hoạt động Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, thành phố. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hòa Bình, đồng chí Bùi Đức Khinh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận và biểu dương những kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh trong 6 tháng đầu năm, qua đó đưa công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên đã nóng, dưới cũng đang nóng. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí trưởng Ban Nội chính Trung ương chỉ đạo, tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực, chuẩn mực, đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên giai đoạn mới, đồng thời chỉ đạo hoàn thành sơ kết tổng kết các chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát, thanh tra tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, nhất là những vấn đề nổi cộm bức xúc dư luận xã hội quan tâm. Đặc biệt, đồng chí trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, xử lý dứt điểm các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm, nhất là các vụ án vụ việc Ban chỉ đạo Trung ương giao và trong diện theo dõi chỉ đạo của Ban chỉ đạo cấp tỉnh. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là dứt khoát không để lọt vào cơ quan lãnh đạo những người đã phạm sai lầm, vướng vào tham nhũng tiêu cực, bao che tội phạm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng. Cũng tại hội nghị, Ban Nội chính Trung ương quán triệt quy định số 132 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố xét xử, thi hành án.